lấy chồng. Nói ở nhà để mà lo cho chồng, lo cho con. Còn con, đàn ông con trai con phải đi ra ngoài đường làm kinh tế, lo cho vợ cho con, hiểu chưa? Chưa giờ bé Mập mà nằm ưỡn ra vậy, trong chồng về nuôi chẳng khác gì nuôi một con heo. Mỗi người vợ con là phải một người. Chị Mỹ, con ngồi ở đây được không? Áo màu hồng, ngồi ghế màu hồng luôn. Tóc xịt tông. Chà, được nhiều like lắm à. Hãy nào. Ui, giờ chỉ có con luôn hả? Vô. Có cái chèn mới nè. Con, việc động tác đơn giản lắm. Lắc vậy nè. Làm với con. Hai đứa mình chơi. Gì? Gì á? Gì hỏi thiệt con. Gì? Có bệnh hoạn gì? Không. Con có bệnh không? Bệnh gì đâu, phải không? Con có bị nhức đầu không? Không, lúc nào cũng vui tươi á. Hồi đó giờ có đi khám thần kinh chưa? Thần kinh gì? Có chưa? Trời, giỡn hoài, làm gì có. Thiệt hả? Thần kinh con ổn. Sức khỏe tốt lắm đúng không? Ổn mà. Không có vấn đề gì xảy ra đúng không? Ổn trời. Việc làm của con sao? Bình thường. Thiệt bình thường không? Bình thường. Có cái gì thì nói với dì đi. Nếu bình thường thì tại sao mà con đi làm thì ít mà dì thấy con cứ lên đây ăn mặc đẹp bảnh tỏn vậy, rồi chơi game suốt ngày vậy? Thì ăn mặc bảnh tỏn để quay. Quay con bị đuổi đúng không? Con bị người ta đuổi đúng không? Mà con không có dám nói, con sợ ba má con la con, sợ dì buồn, cho nên con có làm gì đúng không? Không, trời, dì đừng có nghĩ nhiều quá. Đừng có nghĩ xa quá. Thường thường. Không có, biết sao không? Thần kinh bình thường đúng không? Không phải. Con có bị nhức đầu đúng không? Bình thường là... Ai da. Đau quá. Thiệt, con bình thường. Tại mấy bữa nay là dịch nè, rồi trong rồi công ty giảm biên chế nên vậy thôi. Con cái gì quay cái trend mới. Động tác đơn giản lắm. Vậy nè. Cho gì nói cái ngang này qua đi. Rồi con quấy một cái. Sạc ngang qua gì. Quấy một cái. Chào mừng. Quấy một cái. Nè, tập cho con. Quấy một cái. Nhật. Quấy hai cái. Nhật. Thôi nghe lời gì đi. Cái động tác nó đơn giản lắm. Biết rồi. Bây giờ vậy nè. Mình cũng có tuổi rồi. Cái tuổi này là mình lập gia đình được rồi. Đứng đắn một chút đi, lo nghĩ về tương lai đi, đừng có suốt ngày chơi game. Rồi cứ nãy là mày làm gì vậy? Nãy cái trend mới ở trên mạng đó. Cái trend cái đó nó đâu có đẻ ra tiền con. Cái trend đó nó đâu có giúp cho mình có một cái tương lai sáng sủa đâu con. Nhưng mà nghe, nhiều người thích, nhiều người like. Bây giờ con còn trẻ mà, với lại chuyện vợ con thì từ từ con lo gì, đừng thôi có đi. Lo quá. Nói chuyện gì biết nè. Nếu mà con không có bệnh hoạn gì hết, con là người bình thường thì con phải lập gia đình. Đừng có để cho ba má con lo, rồi gì cũng lo nữa. Má mày Mỹ. Ôi à. Quá. Trời, làm kiếm mấy mày Mỹ muốn chết luôn nè. Gì kiếm tao đây, làm gì kiếm tao? Má mày Mỹ đó. Cái gì vậy? Mặt nạ. Là cái gì? Mặt nạ đắp á. Đắp nha. Này nọ, nhiều công dụng lắm đó. Đắp đi, dưỡng da. Đắp xong nhớ cho con ý kiến. Trời ơi, cảm ơn con. Nhưng mà mày Mỹ già rồi. Trời ơi, mấy đứa nhỏ nó cần đắp mặt gì đó, rồi xây lại rồi đó, cho nó dưỡng da gì cho nó tốt. Chứ mày Mỹ già rồi, cần làm ơn, chi? Làm ơn, bỏ ngay cái ý định đó trong đầu. Ngồi lên đây. Má Mỹ đối với con là một người phụ nữ không hề già. Dạ. Không có một người già nào mà muốn ống lô bảy màu trên đầu hết trơn. Cho nó đẹp. Thì đó, má Mỹ muốn làm đẹp thì phải càng đắp mặt nạ, má Mỹ hiểu không? Đây nè nha, mặt nạ dưỡng trắng. Không, mặt nạ đây, cái này má Mỹ cần nhất, chống lão hóa. Con lấy cho má Mỹ hai đó, ba bịch chống lão hóa luôn, giảm nếp nhăn nha, xóa nám luôn. Thiệt không? Không biết thiệt hay không, nhưng mà má Mỹ phải xài đi rồi cho con ý kiến coi thiệt không. Vậy hả? Ừ, xài đi, góp ý kiến cho con. Được một cái con nhập về con bán, con phát cho mọi người hết trơn rồi, đại kiều có luôn rồi. Con đi làm gì mà con bán này làm sao? Ủa thì con phải bán, em hiểu không? Con có một ước mơ, đó chính là con sẽ xây dựng một đế chế cho bản thân mình, một cái sự nghiệp riêng của mình để không phụ thuộc vào ai cả. Sau đó con sẽ làm giàu bằng chính đôi tay của con sẽ làm chủ. Con không cần đi làm bảo vệ nữa má Mỹ. Nghe chưa? Gì vậy? Nghe chưa? Người ta con gái đó mà người ta còn biết lo tương lai, trong khi mình đàn ông con trai mà làm biếng làm nhác suốt ngày cứ mà mở coi cái chen cái gì rồi đó, rồi múa rồi mai rồi làm gì đó. Nhưng mà thôi, là Mỹ nói con nghe, con là con gái. Sao vậy? Con không cần phải lo chuyện đó. Cái chuyện đó
con phải lập gia đình để cho con trai. Đàn ông nó phải có trách nhiệm nuôi vợ nuôi con, còn mình là phụ nữ ở gì? Trong nhà lo cái mái ấm cho hạnh phúc cho mình, cái bếp của mình để xây dựng hạnh phúc. Cái gì vậy? Thôi vậy đeo mặt nạ vô liền đi. Gì à? Vậy sống hai mặt quá vậy? Hai mặt. Rồi mới vừa la con kìa, cô con gái kìa, người ta giỏi vậy, xong rồi tự nhiên nhỏ mới vừa lập đế chế giờ dập tắt cô nhỏ. Nó là con gái, nó lấy chồng, nó ở nhà để mà lo cho chồng, lo cho con. Còn con, đàn ông con trai, con phải đi ra ngoài đường làm kinh tế để mà về lo cho vợ, cho con, hiểu chưa? Thôi. Cái gì thôi? Trời ơi, má Mỹ ơi. Mỹ nghĩ sao vậy? Mỹ nói cho con đó, sao tự nhiên con thôi là gì? Nhưng mà con có thích như vậy? Không thích. Tự nhiên sống ở nhà nằm ủng ra để chồng nuôi, để cho đàn ông nó lo. Không được. Từ hồi xưa mà giờ ông bà người ta lại như vậy. Tại sao mà ông bà ta sống không phải là không có kinh nghiệm, chứ không phải là nói là vu vơ đâu, nói là rút kết. Thực tế tụi mình đừng có cãi tao. Đây, ở nhà, phụ nữ ở nhà lo chồng con. Còn đây, đừng có làm biết làm nhát, đi kiếm tiền nuôi về nuôi vợ nuôi con. Con nói má Mỹ nghe nè, đúng là đúng. Nuôi nó đi. Ông bà mình dạy đúng, nhưng mà đúng là từ thời má Mỹ thôi. Vấn đề con hỏi má Mỹ nè, ví dụ con nằm ưỡng nhà đi, đúng không? Cái một ngày nào đó, cái chồng con về, cái tự nhiên cái nó không thương con nữa, cái nó đá văng ra ngoài đường, cái lúc đó ai nuôi con? Nếu mà lúc đó con không đi làm, không có tiền, không có sự nghiệp riêng của con, ai nuôi? Đúng rồi, không? Đúng rồi, bé Mập nói đúng, đúng không? Chị thấy không, người phụ nữ hiện đại là phải đi làm vậy, chứ giờ bé Mập mà nằm ưỡn ra vậy, trong chồng về nuôi chẳng khác gì nuôi một con heo, đúng không? Anh nói nói gì á? Cái gì? Không, anh đang khen em đứng về phe em đó. Biết bao nhiêu con trên cõi đời nè, anh không có dí con heo làm sao? Tại mấy con heo mới mập chứ mấy con thường đâu mập. Em mập nói là hả? Em đừng có vậy năng binh em đó. Binh người phụ nữ hiện đại là phải năng nổ, biết làm như vậy, chứ đừng có cưới một người mà lúc nào cái gì vậy? Tao có nghe người ta nói, nhưng mà đó Mỹ tưởng như vậy là chỉ là số ít thôi, chứ không phải bây giờ nói như vậy là điều trời. Tụi bay nói làm tao hoang mang quá. Trời ơi, con nói mấy Mỹ nghe, biết bao nhiêu vụ ly dị trên cõi đời này cũng vì cái hình tượng mà hả mấy Mỹ nghĩ trong đầu á, là phụ nữ phải ở nhà nè nha. Phụ nữ không tự chủ được kinh tế của mình, còn đàn ông ra ngoài á đi làm kiếm tiền rồi lại có thói trăng qua á, không có người thứ ba, xong đi về nhìn vợ mình nè, nói nhà nè lôi thôi lết thết, đầu bù tóc rối, lo con lo cái khóc eo e bỏ. Đúng rồi, người phụ nữ là phải hiện đại như vậy. Đúng rồi, không phải bây giờ cưới một con vợ về xong mình nuôi nó không nào, móng tay cũng đẹp đẹp sơn sơn bóng, không có đụng chuyện nhà, phải biết làm nhiều công chuyện, phải biết khỏe khoắn, phải rồi. Mập phóp pháp vợ giỏi, chồng giờ bình đẳng lắm đó. Đúng rồi, bà xưa người ta nói quả là không có sai, nhưng mà thật sự á, tụi con cũng phải biết kết hợp giữa cái thời xưa với cái thời hiện đại nay, chứ đừng có nghĩ là con là cứ phải đi kiếm tiền làm cái đế chế gì đó, thôi chồng nó bỏ không biết là cầu của ai, còn con làm biết làm nhát nó không. Con vợ cũng phải biết là lo muốn vén hai vợ chồng cũng mới biết đi làm cái nọ đi kiếm tiền, đó là mày nghĩ mày cho mày thôi. Đúng rồi, bây giờ mày con vợ mày đây suốt ngày mà nó đi kiếm tiền xong về nó không lo cho con, nó không nuôi vợ thì mày chịu nổi không? Còn bây giờ chồng con đây đó, thí dụ nó đi suốt ngày, nó đi chơi xong về nó nằm về ra, nó mình biết không nhắn, nó không có lo, nó không giúp gì cho mình, nó làm sao mình chịu nổi, đúng không? Ba ta nói vậy đúng không? Bé Mập mới nói vậy là bé Mập mới đang nghĩ tương lai cho gì mới nói những câu như vậy đó. Thôi đúng rồi đó, má Mỹ Mỹ nói nè, má Mỹ Mỹ phải nghĩ lại đi nha. Má Mỹ nên nhớ má Mỹ lớn tuổi rồi nha. Nếu mà má Mỹ không tự chủ kinh tế nha, mai mốt ra lỡ mấy vụ má Mỹ là lấy chú Bao đây, đúng không? Người cặp nè đi. Cái chuyện tiền hôn nhân nó còn quan trọng hơn cái chuyện trong hôn nhân. Sao? Trước cuộc sống hôn nhân cái gì? Trước khi má Mỹ đám cưới đúng không? Má Mỹ phải lo tính toán tiền bạc này nọ, vợ chồng phải, có nghĩa là hai người phải gom góp lại thu chi sao cho hợp lý nha. Chứ không phải để một mình chú Bao lo đâu. Là chú quá. Bao mà lo một nửa nha. Chú Bao lo hết, chú Bao lo không nổi, chú Bao bỏ lại má Mỹ với một đống nợ. Đó, đúng không? Lúc này bây giờ là gì Mỹ đang kiếm mà được đồng tiền, tự nhiên cưới chú Bao về xong bắt đầu lại ở nhà làm không, chú Bao ở nhà nuôi gì Mỹ xong này bỏ gì Mỹ đó, là gì Mỹ phải thay đổi lại cái suy nghĩ của mình. Đúng thay rồi. Đổi suy nghĩ mình, ví dụ như bây giờ chồng nó đi làm, đúng rồi, có đi làm không hay có mình? Đi làm bắt vợ đi làm luôn, có phụ một việc không về nhà phụ công việc nhà nữa. Đúng rồi, vợ em phụ anh đi làm anh phụ việc nhà em, đúng không? Với mẫu người vợ của con á, mẫu người con đã vẽ trong đầu con rồi, là một mẫu người vợ phải giỏi giang, biết làm, biết kiếm kinh tế. Đó. Rồi chứ bây giờ là đúng rồi, phải khỏe khoắn. Đúng rồi. Có thể là phải biết một thế võ nào đó rồi không hộ thân rồi mốt bảo vệ cho chồng rồi. Mẫu người vợ con là phải một người không có cửa đâu nha. Ngày
ngày nào cũng 6.000 hết. Mình mà thúi một tháng rồi. Là nhiêu? 180.000. Trời ơi, cái gì vậy anh? What? Tháng này em tiêu xài dữ vậy sao anh? Trời, tao không ngờ trên cuộc đời này có một người thấp hèn như mày luôn á. Thì đúng là em có ăn xin. Đúng đó, không? Trời. Bây giờ mày chấp nhận mày ăn xin rồi đúng không? Nhưng mà ăn xin không phải để kiếm tiền, kiếm like. Ăn xin mày kiếm like?